quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, cơ quan chức năng của tỉnh và toàn xã hội. Những năm qua, cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã tại Quảng Ninh không ngừng được nâng lên. Hiện, 100% đơn vị điều trị đa khoa tuyến tỉnh, đa khoa tuyến huyện đều có khoa sản, khoa nhi hoặc khoa ghép ngoại sản, nội nhi. 100% xã có biên chế y sản nhi hoặc nữ hộ sinh. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Quan tâm bảo vệ sức khỏe của trẻ em trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bắt đầu triển khai tiêm diện rộng cho trẻ từ cuối tháng 4 đến nay, hiện tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 25% và mũi 2 đạt 12%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt trên 99%, mũi 2 đạt 98,5%. Con thấy được tiêm rồi, con thấy như mình đã có một lớp màn bảo vệ và con mong mọi người sẽ tiêm vaccine đầy đủ để phòng chống COVID cho mọi người và cả xã hội ạ. Tôi thấy là cái chiến dịch tiêm chủng này nó rất là tốt, vì khi mà trẻ con họ, các con đã được tiêm rồi ấy, thì là chẳng may các con mà có mắc COVID thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và khi mà đã được tiêm chủng đầy đủ rồi thì các con đến trường chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật nặng, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ thuộc hộ nghèo, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ngành, địa phương quan tâm, ưu tiên hỗ trợ. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách trợ cấp thường xuyên cho hơn 2.000 lượt trẻ em trên địa bàn, theo nghị quyết 20 của Chính phủ, hiện toàn tỉnh còn có gần 7.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được hưởng trợ cấp theo các chính sách đặc thù riêng của tỉnh với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng mỗi năm. Bản thân gia đình thì rất là cảm ơn về phía lãnh đạo tỉnh cũng như là thành phố cũng như là nhất là phường rất là kịp thời về cái việc là quan tâm đến cái những cái hoàn cảnh khó khăn. Đấy, ví dụ như là như cái trường hợp của cháu Tuệ Lâm là cháu nhỏ nhà tôi đấy, thế là đã quan tâm cho cháu được cái chế độ trợ cấp, cũng đã giúp đỡ cho gia đình trong bớt đi một cái gánh nặng phần nào đấy, để cho cháu sẽ được học tập tốt hơn. Bản thân các cháu thì cảm nhận được cái mình không bị bỏ lại, và sẽ các cháu sẽ được thương yêu đùm bọc, và sau này khi khôn lớn lên thì các cháu sẽ làm người công dân tốt. Để giúp trẻ em được phát triển toàn diện về tri thức và sức khỏe, hệ thống các trường học trên địa bàn toàn tỉnh được đầu tư hoàn thiện, quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục được duy trì ổn định và không ngừng phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Hàng nghìn công trình thiết chế văn hóa thể thao như công viên, cung văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh, bảo tàng thư viện tỉnh, điểm sinh hoạt văn hóa vui chơi cho trẻ em được đầu tư xây dựng. Nhờ đó, đến nay, các chỉ tiêu về trẻ em của tỉnh Quảng Ninh đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong những năm gần đây, thì được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng dân và ủy ban dân tỉnh, thì cũng đầu tư cũng rất là nhiều cho cung văn hóa thiếu nhi. Cơ sở vật chất thì được khang trang, các thiết bị thì dạy học cho các con thì hiện đại dần lên. Thế tôi là một phụ huynh thì cũng rất là yên tâm khi mà gửi con ở cung văn hóa thiếu nhi để các thầy cô chăm sóc. Là các cấp, các ngành, các cái địa phương phải đưa vào thành các cái kế hoạch, các cái chỉ tiêu, các cái nhiệm vụ, giải pháp trong năm, đưa vào trong cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để thực hiện cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Thế rồi các cái sở ban ngành, các cái địa phương cũng phải cụ thể hóa ra các cái chỉ tiêu đó để thực hiện. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cho rằng rất là quan trọng, đó chính là cái công tác tuyên truyền, phổ biến cái chính sách pháp luật về công tác phòng chống xâm hại trẻ em, để nâng cao cái nhận thức cho toàn xã hội, cho mọi người dân, để hiểu biết về những quyền lợi của trẻ em. Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em cũng là dành những điều tốt nhất cho tương lai.
Sự quan tâm, đầu tư tạo điều kiện để trẻ em được sống, học tập, vui chơi trong môi trường an toàn lành mạnh là mục tiêu Quảng Ninh đang thực hiện. Qua đó, tiếp tục ươm mầm thế hệ trẻ phát triển toàn diện về tri thức và sức khỏe cho tỉnh và đất nước.